One Audio F2 đến từ hãng tai nghe Digi bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay, chuẩn Digi, nhiệt bass sống động với màng loa 10mm mà còn thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn với đèn báo pin. Pin lên tới 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Dành riêng cho fan của Battlecry, giảm ngay 50k từ 590k còn 540k theo đường link bên dưới. Mang cho mình tham vọng trở thành bá chủ châu Á rộng lớn, để rồi hàng trăm triệu thần dân phải cúi đầu trước thiên hoàng vạn tuế. Họ là kẻ đã nổ những tiếng súng đầu tiên, mở những pha combat tổng cho phe phát xít và biến châu Á thành một phần quan trọng của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đó là cuộc chiến tranh Trung Nhật, một trong những cuộc chiến đã làm thay đổi lịch sử của nhân loại. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc chiến này qua series video của Battlecry nhé. Chào mừng đến với Battlecry, lịch sử thế giới. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Trong những năm đầu của thế kỷ 20, Trung Quốc như một miếng bánh bị chia làm nhiều phần. Các thế lực quân phiệt nổi lên ở khắp nơi, đánh chiếm lẫn nhau để tranh giành lãnh thổ và ảnh hưởng. Các thế lực mạnh nhất nổi lên có thể kể tới như Quốc dân đảng, thế lực mạnh nhất khi đó. Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đối trọng đe dọa trực tiếp tới Quốc dân đảng và các thế lực quân phiệt khác. Trung Quốc đã đi vào vết xe đổ của nhà Hán khi để quyền lực rơi quá nhiều vào tay các tướng lĩnh, tạo nên sự hỗn loạn khắp mọi nơi. Trái với tình cảnh hỗn loạn khi đó ở Trung Quốc, cách đó hơn 3.000 km về phía đông, nơi ánh mặt trời ló dạng đầu tiên trên thế giới, Nhật Bản nổi lên là một đế quốc đáng gờm và bắt đầu quá trình bành trướng lãnh thổ của mình ra khắp thế giới. Kể từ khi bắt đầu quá trình mở cửa đất nước từ năm 1868, Nhật Bản vươn lên như diều gặp gió. Kinh tế, công nghiệp, đặc biệt là quân đội phát triển với một tốc độ nhanh tới chóng mặt. Nhật Bản hiểu rõ đất nước của mình thiếu rất nhiều tài nguyên cho một nền công nghiệp khổng lồ, nên ngay từ đầu đã chú trọng vào quân đội để tranh cướp với các đế quốc khác sau này. Và họ đã gặt hái được những thành quả đầu tiên bằng việc đánh bại đế quốc Nga và tiêu diệt cả hạm đội Bắc Dương khét tiếng của nhà Thanh. Người Nhật đã quan sát Trung Quốc trong suốt thời kỳ hỗn loạn và họ nhận thấy rằng đây chính là thời cơ thích hợp nhất để đem quân tấn công vào Trung Quốc. Như đã nói ở trên, chiến trường châu Á là nơi bắt đầu sớm nhất, ngay từ đầu những năm 1930, khi mà các thế lực phát xít như Đức, Ý còn đang tập trung củng cố quyền lực và nâng cao khả năng quốc phòng, thì Nhật Bản đã mở những pha combat đầu tiên khi tấn công vùng Mãn Châu của Trung Quốc. Để đưa quân vào đây, cần một cái cớ, và họ đã tạo ra sự kiện Phụng Thiền ngày 19 tháng 9 năm 1931, khi một viên trung úy người Nhật đã kích nổ đường dây xe lửa tại Mãn Châu, thuộc quyền sở hữu của Nhật Bản, và sau đó thì đổ lỗi cho phía Trung Quốc. Quân Nhật nhanh chóng tiến như vũ bão vào Mãn Châu. Tại Trung Quốc khi đó, vùng Mãn Châu đang do thủ lĩnh quân phiệt Trương Ngọc Lương kiểm soát. Dù sở hữu quân đội đông đảo hơn quân Nhật, nhưng đa phần trong số đó đều là một đám ô hợp được cấu thành từ đủ mọi loại thành phần xã hội, không được huấn luyện cơ bản đầy đủ, nên nhanh chóng đã bị đạo quân Quan Đông của Nhật càn quét, làm cỏ trong phút mốt. Tính tổng quân số, Trương Học Lương có tới 160.000 quân, gấp tới 10 lần so với lực lượng tham chiến chính của Nhật Bản, chỉ có sư đoàn bộ binh 20 và lữ đoàn hỗn hợp số 38. Lưu ý, đây là những đơn vị thiếu do các đơn vị này vốn đóng ở Triều Tiên, chưa kịp điều quân tới đây. Nhưng như vậy vẫn là quá đủ. Chỉ 2 ngày sau khi những chiếc xích xe tăng của quân Nhật lăn trên đất Mãn Châu, quân Nhật đã làm chủ được thành phố Cát Lâm. Từ đây, quân Nhật bành trướng liên tục, tung quân ra khắp nơi. Đến đầu tháng 10, họ đã chiếm được Mãn Châu. Công việc còn lại là dẹp các ổ tàn quân của Trương Học Lương. Để hợp pháp hóa sự xâm lược của mình, Nhật Bản đã lập ra chính phủ bù nhìn Mãn Châu Quốc do Hoàng đế Phổ Nghi đứng đầu. Đây được xem là mốc khởi đầu cho cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Trung Quốc và Nhật Bản, và sau này đã trở thành một phần của cuộc thế chiến thứ hai. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau, Nhật Bản tiếp tục bành trướng ảnh hưởng của mình lên khu vực Nội Mông và các vùng đất phía đông bắc Trung Quốc, lập ra hàng loạt các nhà nước bù nhìn phục vụ cho sự cai trị của mình. Nhưng số đó thì vẫn không đủ để thỏa mãn cơn khát tài nguyên của Tokyo, và họ thì vẫn tiếp tục tiến xuống phía nam
nhằm nhè nuốt thêm các thành phố lớn. Đêm ngày 7 tháng 7 năm 1937, quân đội Nhật Bản và Trung Quốc giao chiến ở khu vực gần cầu Marco Polo, hay còn gọi là cầu Lưu Câu, khu vực tuyến đường quan trọng dẫn tới Bắc Kinh. Từ những trận giao chiến lộn xộn, nhỏ lẻ đã leo thang thành cuộc chiến tranh toàn diện, khiến cả Bắc Kinh và thành phố cảng Thiên Tân rơi vào tay quân Nhật vào ngày 30 tháng 7 năm 1937. Hai ngày sau khi Bắc Kinh thất thủ, Tưởng Giới Thạch đã gửi thư cho toàn quốc nói rằng phải kháng chiến tới cùng, liều chết với Nụy Khấu, tức giặc Nhật. Các quân phiệt trọng yếu như Bạch Sùng Hy tại Quảng Tây, Diêm Tích Sơn tại Sơn Tây, Lưu Tương tại Tứ Xuyên, Long Vân tại Vân Nam và cả Đảng Cộng sản, dù trước đó không phục tùng Tưởng, nhưng đều đến dự hội nghị tại Nam Kinh, thống nhất cử Tưởng Giới Thạch làm Tổng Tư lệnh kháng chiến toàn quốc. Bộ Tổng Tư lệnh Đế quốc ở Tokyo bằng lòng với lợi ích thu được ở miền Bắc Trung Quốc sau sự biến Lưu Câu Kiều, bước đầu cho thấy sự miễn cưỡng trong việc leo thang xung đột thành một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, Quốc dân đảng thì lại cho rằng động thái gây hấn của quân Nhật Bản đã lên tới cực điểm. Tưởng Giới Thạch nhanh chóng huy động quân đội và không quân của chính quyền trung ương, đặt họ dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, đồng thời bao vây phố người Nhật ở khu định cư quốc tế Thượng Hải, nơi 30.000 thường dân Nhật Bản sinh sống, cùng với 30.000 quân vào ngày 12 tháng 8 năm 1937. Một cuộc chiến đầy gió tanh, mưa máu đang tới. Trận Thượng Hải là một bước ngoặt của cả cuộc chiến. Nếu Trung Quốc thắng, giấc mộng bá chủ của Nhật Bản sẽ gần như khép lại. Nếu thua, ngọc đá cùng nát, chó gà không tha. Hàng trăm triệu người dân Trung Quốc chuẩn bị chìm trong biển máu. Thượng Hải đại chiến, giai đoạn 1. Sáng ngày 14, quân Trung Quốc ồ ạt tấn công quân Nhật đang đồn trú ở Thượng Hải bằng một đợt không kích khổng lồ suốt cả buổi sáng. Chỉ vài phút sau khi những quả bom cuối cùng của không quân Trung Quốc thả xuống, một đợt tấn công biển người đã nổ ra trên từng góc phố vào đầu giờ chiều. Chỉ huy quân Trung Quốc khi đó là Trương Trị Trung đưa sư đoàn 88 tấn công trụ sở Hải quân Nhật Bản và sư đoàn 87 tấn công bộ chỉ huy quân Nhật ở Thượng Hải. Họ Trương dự tính là sau một tuần sẽ đẩy quân Nhật xuống sông và khóa được bờ biển, buộc quân Nhật phải rút ra biển. Tuy nhiên, mọi thứ không như dự tính của họ Trương. Quân Nhật kháng cự rất hiệu quả sau các lô cốt bê tông dày với sự yểm trợ của lựu pháo 150mm. Trong khi đó, quân Trung Quốc chỉ có thể tiến lên với sự yểm trợ của súng máy và tấn công lô cốt quân Nhật bằng lựu đạn. Yếu tố bất ngờ vì thế mà không thể phát huy được. Trương Trị Trung liền thay đổi chiến thuật, cho quân chiếm các đường phố xung quanh các đồn bốt của Nhật và dựng chiến lũy bằng bao cát để vây chặt quân Nhật rồi bắn phá. Chiến thuật mới đã có hiệu quả cho tới khi xe tăng của Nhật Bản được điều tới và chiếm lại các tuyến phố. Đến ngày 18, quân Trung Quốc phải ngừng tấn công. Khi chiến trường đang rực lửa và căng thẳng theo từng phút, những bộ óc ở Tokyo cũng căng thẳng không kém. Ngay trong ngày 18, họ phải gấp rút thành lập quân đoàn viễn chinh Thượng Hải, gồm 3 sư đoàn lục quân số 8, số 3 và số 11 do Đại tướng lục quân Matsui Iwane chỉ huy và lập tức lên đường sang Trung Quốc. Chỉ một ngày sau, Thủ tướng Nhật Bản Konoe Fumimaro tuyên bố rằng mâu thuẫn Nhật-Trung chỉ có thể giải quyết bằng chiến tranh. Khi các sư đoàn còn chưa tới kịp, Nhật Bản đã tận dụng tốt ưu thế hải quân của mình, bắn phá yểm trợ các đơn vị đang phòng thủ bên trong thành phố. Điều này đã khiến quân Trung Quốc bị chậm chân và chịu nhiều thương vong nặng nề. Ngày 22, quân đoàn viễn chinh Thượng Hải bắt đầu đổ bộ lên bờ biển phía đông bắc, cách trung tâm thành phố chừng 59 km. Quân Trung Quốc buộc phải chuyển một bộ phận quân từ trung tâm thành phố ra phía bờ biển để chặn địch. Điều này khiến sức tấn công của quân Trung Quốc ở trung tâm thành phố bị giảm đi một nửa. Suốt giai đoạn 1, hai bên dùng máy bay tấn công nhau. Không quân Trung Quốc đã bắn rơi 85 máy bay và bắn chìm 51 tàu bè quân Nhật. Còn phía Nhật Bản bắn rơi 91 máy bay, tức là gần một nửa số máy bay của Trung Quốc. Đến giai đoạn 2 của cuộc chiến này, Trung Quốc gần như đã mất quyền làm chủ bầu trời và họ thì không thể sử dụng số máy bay ít ỏi còn lại để yểm trợ bộ binh hay tấn công quân Nhật, khiến cho thương vong của quân Trung Quốc ngày càng tăng cao, đến nỗi họ không còn đủ sức để giữ phòng tuyến nữa. Sang giai đoạn 2, Trung Quốc chỉ còn 109 máy bay so với 415 máy bay của Nhật. Hơn nữa, không quân Trung Quốc
chẳng những thua kém về số lượng mà còn cả về chất lượng. Trong khi quân Nhật lại sở hữu lực lượng không quân đông đảo và linh hoạt cùng với đội ngũ phi công dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Trước hiệu quả chiến đấu thấp và thương vong lớn, Tưởng Giới Thạch đã truất quyền chỉ huy của tướng Trương Trị Trung và tự mình làm chỉ huy trưởng của chiến trường. Vậy nhưng, thay tướng thì cũng không giúp họ đổi vận khi các đơn vị thiện chiến của Nhật Bản đã đổ bộ thành công lên đất liền. Giai đoạn 2. Ngày 23 tháng 8, quân đoàn Viễn Chinh Thượng Hải của lục quân Nhật Bản đổ bộ thành công lên bờ biển phía đông bắc của Thượng Hải tại các thị trấn Lưu Hà, Ngô Tùng và Quý Dương Cảng. Nguyên soái Tưởng Giới Thạch đã dự đoán quân Nhật sẽ đổ bộ vào các thị trấn này nên đã phái Trần Thành dẫn quân đoàn số 18 tới các nơi này. Tuy nhiên, quân Nhật rất mạnh. Họ thường khai hỏa dữ dội bằng đại bác và máy bay ném bom vào các chiến lũy của quân Trung Quốc trước khi đổ bộ. Quân Trung Quốc thì không ngừng củng cố đội hình sau mỗi trận bắn phá của quân Nhật để có thể ngăn chặn quân Nhật bằng mọi giá. Suốt 2 tuần liên tục, hai bên giao chiến dữ dội tại các thị trấn và làng mạc dọc bờ biển. Quân Trung Quốc dù đông hơn nhưng trang bị kém. Mặt khác, Nhật Bản đã tận dụng tối ưu lợi thế về không quân và hải quân, tấn công theo kiểu sóng liên hồi, khiến Trung Quốc không thể củng cố lại đội hình kịp thời. Vì thế, thương vong của phía Trung Quốc rất lớn. Có khi cả một lữ đoàn chỉ còn vài chiến sĩ sống sót. Tuy nhiên, quân Trung Quốc chiến đấu rất ngoan cường. Thế trận thường thấy sẽ là quân Nhật chiếm được thị trấn và làng mạc vào ban ngày nhờ có hỏa lực mạnh yểm trợ. Nhưng tới đêm thì quân Trung Quốc lại phản công và tái chiếm lại. Phòng tuyến của Trung Quốc chỉ thực sự bị chọc thủng khi thị trấn Bảo Sơn rơi vào tay quân Nhật ngày 11 tháng 9. Quân Trung Quốc phải rút về La Điếm để phòng thủ. La Điếm là một thị trấn nhỏ nhưng án ngữ con đường cao tốc nối Bảo Sơn với trung tâm của Thượng Hải, Gia Định, Tùng Giang và một loạt các thị trấn quan trọng khác. Vì thế, an ninh của Tô Châu và Thượng Hải phụ thuộc rất nhiều vào việc La Điếm còn hay mất. Đương nhiên là phía Nhật Bản cũng biết điều này, nên họ đã dồn hỏa lực mạnh nhất của mình vào đây. Do Nhật Bản luôn bị áp đảo bởi quân số đông hơn của phía Trung Quốc từ 2 tới 4 lần. Vậy nên thứ đi đầu dọn đường cho họ luôn là không quân và pháo hạng. Quân Nhật cho áp dụng chiến thuật ném bom cường độ cao, rồi thả khinh khí cầu để phát hiện các điểm có quân của Trung Quốc ẩn náu mà gọi pháo hạng bắn vào. Sau đó, bộ binh quân Nhật thì phun khói mù và nấp sau xe thiết giáp tiến lên. Máy bay của Nhật Bản bay thấp để yểm trợ bộ binh và tấn công quân Trung Quốc. Quân Trung Quốc cũng chiến đấu rất ngoan cường. Họ bố trí ít quân ở tuyến trên để giảm thương vong trước hỏa lực của quân Nhật và tấn công vào sườn đội hình quân Nhật, tiến công sau mỗi đợt bắn phá. Ban đêm, quân Trung Quốc gài mìn vào các con đường từ bờ biển dẫn tới La Điếm và tấn công các đơn vị tiền phương của quân Nhật. Dù vậy, quân Trung Quốc vẫn phải chịu thương vong lớn bởi hỏa lực bắn phá từ quân Nhật. Quân đoàn của tướng Trần Thành bị thương vong tới một nửa. Đến cuối tháng 9, quân Trung Quốc không còn đủ sức ngăn địch và đành từ bỏ La Điếm. Ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản Konoe quyết định đẩy mạnh chiến tranh ở cả mặt trận Bắc Trung Quốc lẫn mặt trận Nam Trung Quốc và tiến hành một chiến dịch tấn công trong tháng 10 nhằm kết thúc chiến tranh. Quân Nhật ở Thượng Hải đã tăng lên tới 200.000 người. Ngoài La Điếm, quân Nhật còn chiếm được thị trấn Lưu Hành trên đường từ La Điếm về Thượng Hải, đẩy trận tuyến lùi xuống sát bờ sông Uẩn Tảo. Quân Nhật dự định là sẽ vượt sông Uẩn Tảo để chiếm trấn Đại Trường. Trấn Đại Trường nằm trên đường nối trung tâm thành phố Thượng Hải với các thị trấn ở Tây Bắc. Nếu Đại Trường bị chiếm, quân Trung Quốc ở trong thành phố và các thị trấn ở phía Tây Bắc cũng sẽ bị chia cắt. Thượng Hải sẽ có nguy cơ bị bao vây. Vì thế, bảo vệ Đại Trường có ý nghĩa sống còn. Một cuộc chiến tàn khốc đang chờ quân Trung Quốc ở phía trước. Và diễn biến sau đó thì đúng như vậy. Quân Nhật ngoài pháo và máy bay đã sử dụng tới cả vũ khí hóa học để cân bằng sức mạnh. Với 700 khẩu pháo và 150 máy bay ném bom liên tục không kể ngày đêm, khu vực này đã bị cày xới liên tục, gạch đá củng nát, biến thị trấn này thành một đống vụn nát. Trong trận đánh, ngoài việc ném bom cường độ cao thì quân Nhật còn sử dụng hơi độc, hơi ga làm chết ngạt hàng ngàn người, không những binh lính mà còn cả dân thường Trung Quốc. Cứ mỗi giờ lại có tới cả nghìn quân Trung Quốc bị thương vong. Có sư đoàn chỉ sau vài ngày đã không còn đủ quân để chiến đấu. Cuối cùng, ngày 25 tháng 10,
đại trường hoàn toàn rơi vào tay quân Nhật. Quân Trung Quốc không còn cách nào khác ngoài việc rút lui khỏi thành phố Thượng Hải. Giai đoạn 3. Đêm ngày 26 tháng 10, Tưởng Giới Thạch ra lệnh cho quân Trung Quốc rút lui khỏi trung tâm Thượng Hải và các thị trấn Áp Bắc, Giang Loan. Sư đoàn 88 được lệnh chốt ở khu nhà kho Tứ Hành ở Áp Bắc, phía bắc bờ sông Ngô Tùng để kìm chân quân Nhật cho đại quân rút lui. Khu nhà kho Tứ Hành nằm sát khu vực tô nhượng của nhiều nước phương Tây. Cuộc chiến đấu ở đây không chỉ ngăn chân quân Nhật mà còn để thu hút sự chú ý của các nước phương Tây, trong khi hy vọng rằng các nước phương Tây sẽ có thể can thiệp theo công ước 9 nước. Lực lượng của sư đoàn 88 quân Trung Quốc chiến đấu ở khu vực nhà kho Tứ Hành thực chất chỉ là tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 524 của sư đoàn 88, chứ không phải là cả sư đoàn. Biên chế chính thức của tiểu đoàn 1 có vỏn vẹn 800 chiến sĩ, nhưng trên thực tế thì cũng chỉ còn 432 binh sĩ sau những thương vong khủng khiếp trước đó. 432 binh sĩ đã cố thủ để đoạn hậu cho quân đội Quốc dân Đảng rút lui khỏi Thượng Hải. Vào lúc kết thúc trận đánh, có tổng cộng 10 binh sĩ tử trận, 37 người bị thương, trong đó có 20 người bị thương quá nặng nên đã tình nguyện ở lại dùng súng máy chặn địch cho đồng đội rút chạy. Cuộc chiến đấu ở nhà kho Tứ Hành và bờ nam sông Ngô Tùng diễn ra trong vòng 4 ngày. Quân Trung Quốc phòng thủ hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau cùng, ngày 30 tháng 10, quân Nhật vượt được qua sông Ngô Tùng và tiến hành truy đuổi quân Trung Quốc. Mặc dù đã rất cảnh giác và đề phòng bị quân Nhật bao vây, Tưởng Giới Thạch đã ra lệnh cho các đơn vị Trung Quốc phải tìm cách giữ thị trấn Kim Sơn Vệ ở phía bắc Vịnh Hàng Châu. Tuy nhiên, vì để mất đại trường nên quân Trung Quốc không thể tăng cường cho Kim Sơn Vệ. Ngày 5 tháng 11, quân đoàn số 10 của Nhật Bản do Yanagawa Heisuke từ Thái Nguyên tới đã dễ dàng chiếm được Kim Sơn Vệ. Đến ngày 13 tháng 11, nhiều đơn vị quân Trung Quốc đã tàn vỡ khi quân Trung Quốc rút về đến phòng tuyến Ngô Phúc giữa Thượng Hải và Nam Kinh, thì họ phát hiện ra chính quyền và dân chúng địa phương ở đây đã trốn hết. Tinh thần quân Trung Quốc bị sa sút nghiêm trọng. Phòng tuyến Ngô Phúc được xây dựng tốn kém với sự giúp đỡ của Đức và được ví như phòng tuyến Hindenburg của Trung Quốc, nhưng cũng chỉ giữ được trong vòng 2 tuần. Trận Thượng Hải kết thúc với thắng lợi to lớn của quân Nhật, nhưng cũng với thương vong nặng nề cho cả hai bên. Nó đã đi vào sử sách với câu nói máu chảy thành sông. Trong trận đánh này, Trung Quốc đã mất gần 200.000 binh lính tử trận và 83.000 bị thương hoặc mất tích. Con số này thì vẫn chưa tính tới cuộc truy kích của quân Nhật về phía sau. Phía Nhật Bản nhờ có pháo hạng và không quân yểm trợ nên chịu thương vong ít hơn với 18.000 binh lính tử trận và khoảng 35.000 bị thương. Vậy nhưng, đây thì cũng mới chỉ là những giọt mưa đầu tiên của cơn bão chiến tranh mà thôi. Những gì ở phía sau còn khủng khiếp hơn vậy rất nhiều. Nếu trận Thượng Hải được gọi là máu chảy thành sông, thì những diễn biến tiếp theo nên gọi là máu chảy thành biển. Vậy thì cuộc chiến tiếp theo diễn ra như thế nào? Hãy cùng đón chờ ở những video phần sau nhé!